gia đình luôn tiếp nối những chuỗi ngày rắc rối khi cùng chung một mái ấm mà ba thế hệ chấp nối. Thủ lĩnh là ông nội, coi chồng hủ tục, kế đến là chú vừa nhìn đã đủ gục. Con trai cả thì chuẩn men, con trai út thì trái ngược. Hai nàng dâu hòa thuận cho nên khó mà hợp được, nên trong nhà được cưng nhất luôn là cháu đức công, vì cô chị rất trầm tính lại còn ít hoạt ngôn. Sống trong gia đình nhiều lúc không dung hòa, thành ra nhiều câu chuyện trong nhà xảy ra. Nhưng mà lắm lúc đau đầu ghê, nhiều tình huống chẳng đi vào đâu, từ nhà bếp lớn ra ngoài sân. Chỉ vì hai từ showbiz, nhà mình có tam đại đồng đường nên suy nghĩ khó mà thật sung, vì trên dưới không ai nhường ai. Đúng là gia đình showbiz. Gia đình showbiz. Gia đình showbiz. Gia đình showbiz. Xê ra nè, Thiên Kim Tiểu Tư vô thân bóng nha. Xê ra, muốn nói chuyện thì đứng cách xa nó 2 mét. Bạn mới xê ra đó. Cái gì vậy? Hả? Cái trời gì vậy? Ơi, với cái phong thái như thế này á, thì xài đồ của tôi sẽ lên đẳng cấp. Nè, bà xem đi. Đây, dòng son mới. Rồi phấn nữa nè. Trời ơi, rất là nhiều đồ. Ở nguyên ngôi trường này ai cũng xài đồ của tôi hết á. Nè, từ trong bụng mẹ là tôi đã xài hàng hiệu rồi. Đẻ ra được xài hàng hiệu, đến bây giờ vẫn còn xài hàng hiệu. Ba cái hàng tầm trung này hả? Không có xứng. Xin lỗi nha, không có mua. Nè, tôi nói cho bà nghe, bà giàu á, bà xài hàng hiệu là bình thường. Người nghèo á, xài đồ bình thường cũng là bình thường luôn. Mà bà xài đồ bình thường á, nó mới bất thường. Bà hiểu không? Đẹp độc điên. Với cái tiêu chí bây giờ là đẹp độc điên là đủ. Nha, mua đồ của tôi nha. Đi mà. Xe ra nè. Đã Thiên Kim Tiểu Thư nói á, là không có mua. Sao lầy quá vậy hả? Mình đi Tiểu Thư. Xe ra nha, cách xa nhau 2 mét nha. Tiểu Thư, bóng kìa. Tiểu Thư. Xin ông á. Trời ơi, nhà nó giàu lắm. Ông tin tôi đi, rất là giàu. Nhưng mà con nhỏ này nó có số sát phu. Không nhớ hả, nổi tiếng trường mình mà. Hồi kỳ nó quen thằng Tuấn đó. Thằng Tuấn đang là học sinh giỏi nhất trường 5 năm liền nha. Quen nó xong ở lại lớp 5 năm luôn. Có mà. Ừ, học lớp 7 năm lần luôn đó. Rồi, chưa kể nó quen thằng Hòa nữa. Thằng Hòa là ba má gia đình đang rất là hạnh phúc. Quen nhỏ này xong ba má ly dị luôn. Nó xui xui thì sao á. Trời ơi, nhưng mà biết đâu được vô ông cái đổi giận sao. Ông với nó hợp mạng sao. Hồi nhiều khi mình đang ở nhà cái bán nhà ra đường ở cũng là đổi giận ha. Ông điên quá hả. Tin tôi đi, làm gì mà bán nhà ra đường. Nhà nó rất là giàu, có biệt thự, nhà lầu, xe hơi. Má nó là nguyên cái trang trại nuôi heo luôn, ông biết không. Bây giờ một con heo là 10 mấy chục triệu. Rồi ba nó ha, làm giám đốc hãng phim. Ông mà vô ha, chỉ cần đóng vai chính là mệt nghỉ luôn. Ông tin tôi đi. Chạy đâu? Dạ. Hôm nay cảnh gì? Dạ hôm nay cảnh nhảy xong. Cảnh nhảy xong mà cho tôi bận bộ đồ này hả? Ai mà thấy? Ủa anh, hôm qua anh á, anh mặc đồ màu đen á anh. Bây giờ tôi không thích nữa. Đi vô đỡ cho tôi cái áo rồi đó. Tôi phải nhảy xong, tôi nhảy xuống dưới tôi chết, tôi nổi lên thì người ta mới thấy tôi. Làm ăn gì đâu. Bắt cơm. Dạ. Anh kêu em. Bận bộ đồ rồi, bận bộ đồ ngỏi nổi tôi nữa. Bà coi từ sáng đến giờ bà bận cái quần đùi nè, biết bao nhiêu. Hiện trường đồ cứ đứng lo nhìn bà không. Không có lo làm gì hết. Đẹp cái gì? Bây giờ làm hay nghỉ? Nghỉ. Nghỉ thì biến. Điên nào. Biến. Lẹ phải. Mày hiện trường mày rảnh mày. Tao điên luôn. Mày rảnh hả mày? Mấy cái thằng này đều đoàn phim bị khùng hết rồi hả? Trời đất ơi. Còn cái thằng DOB này nữa. Mày lùng mà mày thích hút thuốc quá vậy. Tao thấy mày suốt ngày mày lo mình chơi bóng rổ như mày. Mày không có lo mà hả cải thiện cái nghề của mày gì hết. Mày biết chưa? Chào Banh. Dạ, có em à. Từ sáng đến giờ tao chưa thấy mày cầm cái máy để lên mày chụp tao một đường tắm nữa. Hả? Dạ. Đi làm cái gì vậy? Dạ, từ từ mới chụp được chứ anh. Chụp cái gì? Dạ, chụp gái chứ mới chụp anh sao. Mày, hả mày,
cái cảnh đinh của tao nè. Lát hồi tao nhảy xuống mày canh mày chụp nghe chưa? Dạ dạ. Nghe chưa? Dạ thì chừng nào anh nổi lên 3 ngày sau em chụp chưa? Trời ơi cái đoạn phim gì vậy? Trời ơi dẹp cái đoạn phim đi. Trời đất ơi hiện trường đâu? Hiện trường? Con có hiện trường. Làm gì dữ vậy hả? Hả? Trốn. Điên hả? Nãy giờ có thấy máy bay bay qua bay lại không? Dạ thấy. Lên chặn máy bay cho tôi. Máy bay vậy làm sao mà tao quay? Thì sao em làm được? Không làm được thì nghỉ. Chắc em nghỉ quá. Mày đây rồi con mấy cấp đâu rồi? Thành cá rồi. Mày tào lao mày. Mày nghỉ luôn cho tao đi. Trời ơi cái đoạn phim gì mà như như đoạn phim hài vậy? Wow cũng dễ thương nữa à. Thôi anh bảo phong độ quá à. Đạo diễn. Dạ dạ anh kêu em. À suốt ngày đi quay không lo đi quay, lo cầm cái điện thoại quay vòng vòng quay YouTube. Ai cũng biết ông là Khương Dừa hết. À, anh kêu em cái gì không anh? Tôi hỏi ông khúc sông này tại sao lại nhảy ở đây? Cái cảnh ở đây đẹp, nhảy sông là rất là ấn tượng. Ông có biết khúc sông này là khúc sông thúi nhất trong nguyên cái đoạn sông này không? Đó, ông nhìn phía trên kia đi. Cầu cá cha không. Rồi tôi nhảy xuống dưới tôi nổi lềnh bềnh với nó luôn hả? Anh thấy cái khúc sông này đẹp lắm, anh chọn rồi đó. Nhảy ở đây là ấn tượng lắm em. Bây giờ ông nhảy được tôi nhảy. Ông nhảy đi. Em làm những gì phải nghe lời đạo diễn chứ. Bây giờ ông làm không? Ông không làm được thì nghỉ. Tôi đuổi. Anh nói vậy đúng không em? Đúng, đúng rồi anh, đúng rồi. Mọi người nghe theo anh bảo nha. Thôi để tôi chọn khúc sông khác cho anh nha. Sao sao sao? Hay quá. Tiếng hồi của tao. Bể màn hình rồi nè mày. Bây giờ mày phải quen nhỏ đó đi, đền bù cho tao. Chứ không là tao bắt mày thường cái điện thoại tao á. Mày tao không quen nó, không lấy tiền đền mày hả? Ừ. Sao? Được không? Nói thiệt với ông ha, đừng có nói là một con trúc, 10 con trúc mập mà qua bên tôi xử một cái pẹp là xong. Sao mà không dàn xếp được? Nha, mọi người sao? Ad à, ô ơi, nàng hãy uống chai rượu độc này mà tự tử chết cùng với ta. Chàng uống trước đi. Nàng uống đi. Chàng uống đi. Nàng uống đi. Chàng uống đi. Thôi bây giờ ta đổ xuống đây hai chúng ta cùng liếm chết một lần được không? Quốc chàng ơi. Chúng ta cùng chết nào. Mình chia tay đi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Vì yêu anh á mà em đã chịu đựng tới ngày hôm nay. Em trằn trọc biết bao nhiêu lâu rồi. Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ đi. Quen anh mà lúc nào ông nội anh cũng đánh đập, chửi rủa, thậm chí còn miệt thị em nữa. Hôm trước cũng đuổi em ra khỏi nhà nữa. Chịu không được đó. Thôi mà anh cưng mà. Thôi anh thương. Thôi đừng khóc nha. Ngoan thương lại đây, lại đây anh thương. Ngoan nha. Ngứa mày diễn kiểu gì vậy? Trời đất ơi. Mày kêu tao diễn bạn gái mày đó. Nó hết dám lại ra gần ông rồi phải không? Lại gần còn không dám không chi là phiền. Thôi được rồi. Mà sẵn nó đóng vai chính luôn. Mà không được nói với ba má từ vụ này nha. Đó, bà thấy chưa? Tôi làm được rồi đó. Mà bà nhớ là mua đồ của tôi nha chưa? Tôi cảm ơn bà nha. Tôi sẽ mua cho bà đơn hàng 20 triệu luôn nha. Không có sao. Gặp bão là tôi vui rồi. Cái tính nhút nhát của Bảo lắm rồi nha.
Kim ơi, Kim tính làm gì Bảo vậy Kim? Kim đâu có làm gì Bảo đâu. Kim chỉ muốn ăn thịt Bảo thôi à. Đừng ăn thịt tôi mà. Bảo, hôm nay gặp được Bảo á, Kim vui quá à. Bảo cũng vui nữa Kim à. Không ngờ á, bà đẹp trai vậy luôn á. Cảm ơn Kim quá khen. Nay hẹn Kim lên đây chi vậy? Muốn tìm hiểu tôi phải không? Bảo cũng... Cho Bảo ngồi xích lại rồi Kim chiếu nha. Trời ơi, Kim thích cái tính táo bạo này của Bảo quá à. Kim à, uống miếng nước đi nè. Trời ơi, nút muốn tét cái ống hút luôn. Bảo thích Kim quá. Bảo nè, Kim thèm ăn bánh bò quá à. Kim yên tâm, cho dù Kim thích ăn bánh xe bò, Bảo cũng mua cho Kim. Thích quá à. Chờ xíu, con có điện thoại xíu nha. Ok. Alo, Kim nghe nè. Hả? Ai vậy? Hả? Em ngoại tình hả? Thằng nào gọi cho em? Không phải, Thanh, Thiên Thanh. À, vậy hả? Nghe tiếp đi. Son nha, bà lấy cho tôi 5 cây phấn hả? 10 hộp, mặt nạ hả? 100 hộp. Chốt đơn hàng cho tôi, nghe. Rồi, chuyển khoản không? 1 phút 30 giây liền nha. Cảm ơn nhiều nè. Nhưng mà giờ Kim không có muốn đi ăn bánh bò nữa. Kim muốn đi coi phim. À, mới coi phim hả? À. Ok, Bảo đi coi phim luôn mà. Nhưng mà Bảo đi coi phim với bạn Bảo. Ai vậy? Anh ơi! Bảo ơi! Năm chưa? Ai, sao giờ mới tới? Trời, đứng đợi mọc chết luôn, nắng xỉu luôn. Ê, xong chưa? Xong chưa? Dạ, xong chưa? Xong rồi, ngồi đây nè. Ngồi đây đi. Hai người làm gì vậy? Đây là bạn của Bảo. Bạn Bảo. Bây giờ là đi đâu? Bây giờ đi coi phim đi. Ấy, mình đi coi cái phim mà bữa hôm anh nói á. Xong rồi mình đi spa, xong rồi mình đi đi ăn gì đi, nó bụng quá. Chứ đi coi phim đi ăn gì đó bụng quá. Vậy mình đi coi phim xong mình đi spa ha. Ừ, đi coi phim xong đi spa nhưng mà giờ đi ăn đi ha. Hôm nay là Bảo với bạn Bảo có hẹn rồi. Thôi Kim đừng có buồn nha. Ủa, đi chung không? Đi chung không? Chị em không à, thôi đừng có chồng người ta nữa. Thôi mình đi thôi. Đi. Đi đi trời. Đi. Con Mía à. Bye, mốt gặp nha. Rồi, cái gặp rồi. Bà nội. Bà... Chị em. Chị em là sao? Trời ơi, con Bánh Bé. Giao dịch không thành công. Thiên Thanh mà ghi Thiên Thắng. Chị không đúng được là đúng rồi. Hên dễ sợ. Xém nữa là tiền mất mà còn hốt nguyên con bánh bèo rồi. Bồi quá. Trời ơi là trời. Bồi quá. Trời ơi. Với bánh da. Đẹp trai. Dài, phong trầm dễ sợ à. Anh ơi. Anh chụp phong cảnh hả? Đúng rồi em. Trời ơi, chụp phong cảnh chi uổng vậy. Có người đẹp ở đây, sao anh không chụp? Em tạo kiểu cho anh chụp nha. Nhiếp ảnh gia Tony Huệ đột ngột tử vong trong khi tác nghiệp. Đây là bức ảnh cuối cùng của anh ấy. Thấy chưa? Tao nói mà, mày nhìn đi. Con nhỏ này nó có số sát phu. Coi coi. Trời ơi, chụp hình cho nó mà đụng quỵ luôn kìa. Không đụng mình, đụng quỵ luôn mày. Hên á, nè, cái chỗ này nè, cái chỗ này là cái quán cà phê nè. Cái quán cà phê tao bỏ về nè. Hên là tao bỏ về nha, không là cái hình này là tao đứng ở trỏng đó.
là ngày này năm sau đám giỗ tao luôn đó Thanh. Mày nói tao thấy cũng có lý ha. Trời ơi, nó rủ tao đi coi phim nữa mày. Ui, tao mình hên quá, trời ơi, hên quá, tao mà đi coi phim nó chắc gái gặp quá. Ê, ê, sâu chuỗi lại các sự kiện luôn, tao thấy nó xét phu thiệt có mày. Gì đâu. Trời đất ơi. Hên đó mày, hên là nó chuyển khoản cho người khác chứ không chuyển khoản cho tao. Chắc giờ này chắc tao cũng nằm đâu đó, không phải ở đây rồi. Gì đâu. Tao nói mày bây giờ mình né nó ra đi, đừng có dính tới nó nữa. Con nhỏ này nó bị, nó xui xui thì sao á. Nó giàu mà nó xui, hiểu không? Cái gì chứ, tao thấy nó xui á, ba nó làm hãng phim cũng không cứu được luôn mày. Mà chưa mày cứ dụ tao, mày đẩy tao vô. Tao có biết đâu, tao tưởng là nhẹ thôi, ai ngờ trời chết chóc luôn, ghê quá. Thôi giờ coi như mình vậy là được rồi, mình thoát chết là ổn yên ổn rồi. Bạn điện thoại mình tính ra bạn. Cái gì? Đền đi. Mày sao cái tính mày ngộ quá ha. Tao mới nói là hai đứa mình là mới mém chết rồi, mày thấy không? Thoát chết thì không lo mừng đi. Ba cái đồ quỷ thì có bao nhiêu đâu mà tính về mày tào lao mày. Quỷ này giỡn vui quá. Thôi xé nháp đi ha, lỡ mà mày xé nháp mày ơi. Thôi đừng có buồn lắm mày ơi nha. Là sao? Nó nói cũng đúng. Nhưng mà cái điện thoại tao sao? Hôm nay mặt trời mọc cả bốn hướng hay sao vậy? Đi chợ mua những gì anh ghi vô đây, sau đó anh chở vợ đến tiệm gội đầu Thanh Nữ mới lạnh, vợ nằm đó gội đầu, anh đi chợ xong anh chở vợ về nhà ăn cơm ngủ trưa. Hổng ba nói chuyện với mẹ. Dạ ba. Con rảnh không? Dạ ba. Giờ chở ba đi lại cái câu lạc bộ hưu trí coi. Dạ ba không được ba, con chở vợ con đi chợ ba. Vợ mày đi chợ sát cái chợ bên đây nè. Dạ mấy bước là tới rồi, còn tao đi lại chỗ kia xa. Dạ, mày chở không? Dạ. Bên Tình, bên Hiếu. Thôi. Bên nhà ngựa. Thôi. Anh chở ba đi. Chở ba hả? Không được, chở ba phạm luật giao thông á. Em định ngồi đâu ngồi trước như mới cưới hả? Kỳ lắm. Không phải. Ý em nói là anh chở ba đây này. À, là bên Tình nặng hơn hả? Ừ. Ba. Bên Tình sao nặng hơn? Bên xin lỗi ba, bên Hiếu con lộn. Giờ con đúng là vợ hiền giao thảo. Bây giờ anh chở ba đi. Vợ đứng đây chờ anh. Tuyệt đối không được đi đâu nha. Rồi, ba, con mời ba lên xe. Nhớ nha vợ nha. Giờ bước qua. Thưa ba. Đừng đi đâu, chờ anh quay lại nha. Dạ ba. Lên đường. Mày chạy cái gì vậy? Giờ mày không phụ tao đúng không? Tao đẩy lát hồi hả? Tao thiểu, tao bật ngửa ở đây rồi đưa cho bệnh viện ha. Nhìn lại cái dáng, cái phong thái viết sự tập của tao đi. Làm sao tao dắt được chiếc xe này hả? Tao bảo mày đi taxi mày không đi. Làm cho chân tao nè, dính bụi quá trời. Bây giờ mày sao? Mày muốn gì? Mày muốn quýnh tao gì? Mày kiếm chuyện tao đúng không? Mày muốn quýnh tao đúng không? Mày giờ sao? Muốn gì? Tao hách mày đó. Mày chơi không? Anh hận dữ. Đây nữa.
quay lại sao? Rồi 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 dám có chữ ký rồi. Mày thấy chưa? Thì tình xanh đó. Trời ơi. Ê mày, nhìn cái tướng nó phèn vậy lên chiếc xe nó cũng không sang máy mày. Trời đất. Nhưng mà rồi, hình như xe mướn phải không? Ừ. Mày hay biết đâu mày dí theo đi biết. Trời ơi, tao thấy hộp dịch xin chữ ký nó không được. Thằng này xưa nó hút mở thành công mày ơi. Làm gì mà thở như chó vậy ba? Trong mặt quá. Thủy sao chạy theo chiếc xe ơi, con đẩy thêm chiếc xe đến chịu sao nổi. Con nói gì cả. Bữa nay kiếm anh có chuyện gì? Thiếu gia, lão gia đòi thiếu gia về nhà gấp. Thiếu gia cái gì? Nhỏ nhỏ lại. Đừng có cho người ta biết thân phận cao sang của anh chứ. Thì cậu là thiếu gia thì con gọi là thiếu gia chứ có gì sai đâu. Kêu anh Thành được rồi. À, anh Thành. Mà bây giờ sao thiếu gia? Làm về nhà lão gia đi. Anh Thành thiếu gia hoài. À, anh Thành, bây giờ lão gia sắp lìa đời à. Bây giờ anh phải về nhà gấp đi. Thì có chơi mày kịp. Con nói giỡn anh làm gì? Tao mới thấy ổng mạnh mà. Thì trời ơi, lão gia già rồi, già yếu mấy hồi thiếu gia. Tao cũng muốn về lắm. Nhưng mà kẹt cái tao đang bận cái nhiệm vụ quan trọng cả cuộc đời tao. Đâu bỏ về được. Nhiệm vụ quan trọng gì nữa? Tao phải chinh phục một người. Tao phải lấy vợ, hiểu chưa? Trời đất ơi, bây giờ lão gia sắp đóng đắp rồi, thiếu gia còn muốn lấy vợ, còn muốn mở cửa trái tim hả? Cái này đóng thì cái khác phải mở ra, hiểu không? Nhưng mà bây giờ chuyện này quan trọng lắm nha, con nói cho thiếu con. À, em nói cho anh biết, lão gia đã viết di chúc rồi. Lão gia sẽ để dành cho thiếu gia là 5 biệt thự, 3 ốc đảo và 18 cái căn nhà. Ốc đảo hả mày? Ừ, ốc đảo luôn mày. Trời, ốc đảo hả? Là cái đảo bán ốc không luôn á. Ốc đảo là đảo bán ốc. Ốc đảo là một cái hòn đảo mà không ai khai phá, gia đình nó khai phá ra. Mà với điều kiện là thiếu gia phải nhả lại cho ông chủ một đứa con trai. Một đứa thôi? Một đứa thôi. Mày cưới nó đi, xong rồi đẻ đứa con đi, lấy nguyên cái gia tài đó. Làm người yêu anh em nhé, baby, baby, baby. Và làm vợ anh em nhé, baby, baby, baby. Không. Thiên Thanh. Đây chính là tấm lòng của anh. Nghe, lát đi ăn chè với anh nha. Anh theo dõi em lâu rồi. Làm người yêu anh nha. Về nói với cha tao á, là trái tim của tao đã khép lại rồi, chỉ dành cho một người thôi. Chừng nào người đó xuất hiện thì trái tim này mới mở ra. Cái gì kỳ vậy? Rồi bây giờ trái tim của anh Thành mở ra cho ai? Trái tim của tao đã dành cho Thiên Thanh. Nó thích mày kìa Thanh. Trời ơi anh ơi, sau này mà mày thành vợ chồng đó, mày giàu lắm, mày đừng có quên tao nha Thanh. Yên tâm đi. Anh Thành tình si. Thiên Thanh của anh đây nè, hãy mở cửa trái tim cho em nha. Anh Thiên tình xanh. Em cũng mở cửa nè. Đặng cho mày. Đặng có chi cho mày đâu. Mình đi ăn chè nha anh. Mời em ngồi. Khoan. Anh chị ơi, anh chị ăn cái gì? Tới quán chè thì ăn chè chứ ăn cái gì em? Cho anh 2 ly chè đặc biệt, thêm nửa trái sầu riêng. Ở đây bán chè chứ không có bán sầu riêng. Vậy chè thôi. Ok. Anh cũng hay ăn quán này quá ha. Em đừng thắc mắc tại sao anh dẫn em vô ăn quán vỉa hè. Vì đây là cái quán
chứa đầy kỷ niệm mà lúc anh trồng cây sim em á. Khi còn trẻ, chúng ta đã từng lạc bước. Nhưng không sao, ngược xuôi ngang dọc, anh vẫn còn nơi đây. Trái tim của anh luôn dành tình cảm ngây thơ cho em. Dạ chè của hai anh chị đây nè. Anh ơi, anh cái câu nãy của anh hay quá à. Câu gì em? Cái câu mà khi còn trẻ gì đó. À, khi còn trẻ. Dạ anh ơi, chờ em 3 giây nha. Hết 3 giây. Em đúng giờ quá. Dạ bây giờ anh đọc cho em đi. Đọc cái gì em? Cái câu gì mà khi còn trẻ đó. À, khi còn trẻ. Khi còn son trẻ, chúng mình đã từng ngang dọc. Nhưng anh vẫn ổn, ngược xuôi. Hóa ra anh vẫn ở đây. Cũng như tình cảm ngây thơ của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh ơi, nhưng mà em viết không có kịp. Chậm lại đúng không? Khi còn son trẻ, chúng mình đã từng lạc bước. Phải, nhưng vẫn ổn. Phải, ngược xuôi ngang dọc. Hóa ra anh vẫn ở nơi đây. Phải, cũng như tình cảm ngây thơ của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Chấm. Hết rồi hả anh? Hết luôn. Cảm ơn anh. Coi bộ anh cũng si tình quá ha. Anh có thấy tôi là sai không? Nếu yêu em là sai thì trên đời này anh nghĩ không có cái gì là đúng hết. Thiên Thanh, hãy nghe đây lời trái tim anh muốn nói. Fantasy. Nè mấy chế, bớt lại đi nha. Đây là hoa đã có chủ rồi đó. Ai nói chuyện với cô? Bánh bèo vô dụng. Anh Thành. Nặng. Diễn vừa vừa thôi, chút xíu tôi thêm tiền. Ê, trả tiền đi ông ngoại. Trả tiền trả đồ nhanh, tụi tôi còn về chạy show khác nữa. Show gì ở đây nữa, gì lật mặt nhanh vậy? Sao chăng gì? Ông mướn đồ diễn với mướn fan. Lẹ lẹ đi, trả tiền đi ông nội. Bé mập 5 phút nữa mới hết giờ mà, em diễn đi. Không, ông hẹn 14 giờ mà trả tiền. Bây giờ là 16 giờ rồi chưa trả nữa. Là sao vậy? Ông muốn tụi tôi làm fan cuồng. Nhìn cái mặt này ai mà cuồng. Trả tiền cho tôi lẹ đi về nè. Không có mà trời ơi, bé mập này nói tầm bậy đó, đừng có nghe. Ông nói ai mập? Mập, tôi nói mập. Tụi bay, đèn ông xuống. Trời ơi, đánh anh em đau lắm nhưng phải đánh. To gan lắm nha, dám lừa tôi nha. Từ nay mà đừng có gặp mặt tôi nữa. Mày nghĩ sao vậy hả? Mày nghĩ sao mà mày xúi tao quen cái thằng Thành Tình Si cà que đó hả? Mày nghĩ sao vậy? Nó là đại gia hả? Da bọc xương thì có. Cho tao ăn 2 ly chè xong mà không trả tiền. Mày quá đáng lắm rồi nha. Tao nói nãy giờ mày không trả lời. Mày khi dễ tao đúng không? Xin lỗi mày. Con quỷ điên. Nó chửi mày là con quỷ điên. Câm miệng lại luôn đi. Nói ra không được tiếng nào hơn hết á. Mày với mày, mày vừa phải thôi nha. Bữa nay tao nhốt mày ở đây luôn, cho mày khỏi đi đâu hết. Mày nhịn ăn luôn, ngày mai mày á, từ con heo mập thành con cò gầy luôn. Mày nhớ tao đó, mày nhớ mặt tao đó. Nói đi. Gì? Mày muốn nói gì mà? Tao biết mà, mày sợ lắm, mày sợ ba tao quýnh mày đúng không? Mày đâu có dám bịt tao vậy. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Mày xin lỗi tao đi, mày năn nỉ tao đi. Tao sẽ mở chối cho mày. Cơ hội may mắn. Mày ở đây luôn nha con. Còn son trẻ, chúng mình cũng đã từng lạc bước. Nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc. Hóa ra anh vẫn ở đây. Anh Thành. Gì em? Trả em tiền 2 ly chè. Trời ơi, tụi nó không những lột đồ mà còn lột da mặt anh nữa. Đâu còn gì đâu trả. Còn cái này cấn được không? Cái gì vậy anh? Bí kíp thơ tình.
Về nha. Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn. Người xuôi ăn dọc hóa ra anh vẫn ở đây. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao giống y chang vậy? Trời ơi, làm như tưởng ông văn chương lắm vậy á. Con báo cô chú tin động trời nè. Con mới tìm được tấm hình cưới của cô chú. Lúc đó sao mẹ mặt mẹ quạo dữ vậy? Không có happy gì hết á, đám cưới mà. Con anh nghĩ anh đẹp trai quá, anh cũng có trái tim của em rồi. Anh biết anh đẹp trai mà. Em không phải là gu của anh. Hương ơi, Em đồng ý làm vợ anh nha. Anh hứa anh làm liền và ngay đi. Em nôn lắm anh ơi. Tiên đồng ngọc nữ Nghĩa ơi. Xem tập 15 gia đình showbiz phát sóng vào lúc 21:55 thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 trên kênh HTV7. Thành ra nhiều câu chuyện trong nhà xảy ra.